tại diễn đàn Blockchain vừa diễn ra mới đây tại Hà Nội thì một nhận định bất ngờ đã được đưa ra. Đó là Việt Nam nằm trong top các quốc gia có tiềm năng dẫn đầu ứng dụng và phát triển công nghệ Blockchain. Và cũng tại diễn đàn này thì nhiều kinh nghiệm quốc tế đã được chia sẻ trong việc là xây dựng một khung pháp lý, điều mà Việt Nam còn thiếu cho phát triển công nghệ Blockchain. Nhân sự là người Việt, sản phẩm bán ra thị trường Việt, nhưng công ty này lại xin cấp phép thành lập ở nước ngoài. Bởi muốn gọi vốn thì cần phải có chính sách pháp lý rõ ràng, trong khi ở Việt Nam lại chưa có. Khi mà có cái khung pháp lý này, thì những luật sư bên Singapore ấy, họ có thể viết được một cái gọi là bản báo cáo về cái tính hợp pháp. Sau khi có được cái đấy thì mới có thể là tạo ra sự tin tưởng cho các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, khung pháp lý là cơ sở cho doanh nghiệp phát triển blockchain gọi vốn, đồng thời là cách để cơ quan quản lý kiểm soát được tài sản số. Như tại châu Âu, chính sách thuế, quản lý giao dịch từ tài sản số cũng đang được xây dựng. Blockchain là công nghệ mới. Kể cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay muốn áp dụng công nghệ này đều muốn biết là hoạt động của họ liệu có vi phạm pháp luật hay không và cách mà pháp luật quản lý giao dịch của họ. Các chuyên gia khuyến nghị, với blockchain áp dụng trong tài chính nên được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước, với các lĩnh vực khác sẽ quản lý bởi Bộ Chủ quản. Hành lang cho những người sở hữu tài sản số, các tài sản được tạo ra từ công nghệ blockchain. Các tài sản này có thể được đem ra giao dịch như thế nào, bị đánh thuế ra sao, để blockchain áp dụng trong nhiều lĩnh vực không bị vi phạm pháp luật. Nhấn mạnh việc blockchain khác với tiền kỹ thuật số. Để thử nghiệm blockchain, các chuyên gia đề xuất tạo ra một sandbox hay còn là không gian đổi mới. Trong đó, nhà quản lý phê duyệt, theo dõi người cung cấp và sử dụng công nghệ blockchain, nhưng cho phép thử nghiệm các sản phẩm mới trong ranh giới cụ thể.